xin chào các bạn thì tiếp theo cái hệ thống iota dùng để là tạo đề thi và ra bài tập online để đánh giá chất lượng học sinh thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái nội dung thì những cái phần trước là tôi hướng dẫn cho các bạn là cái cách đăng ký đăng nhập cũng như là trong cái công cụ trên cái hệ thống iota là cái phần học sinh thì hôm nay tôi sẽ trình bày tiếp cái phần bài tập là cái phần số 4 rồi à, xin mời các bạn theo dõi. Thì à, sau khi mình đã à, tạo à, danh sách lớp cũng như là danh sách học sinh xong như thế này. Bây giờ là mình sẽ à, qua cái phần bài tập để tạo một cái bài tập mà giao cho một cái lớp học nào đó. Chúng ta sẽ à, vào cái phần tạo bài tập. Và ví dụ như là tôi tạo một cái bài tập à, kiểm tra thường xuyên à, môn tinh học lần 1. Lưu ý các bạn đó là cái phần này là cái gia hạn. Thì đây là cái thời gian chúng ta thiết lập, ví dụ là mình muốn là thời gian bao lâu. Rồi ngày mấy à, học sinh sẽ nộp. Ví dụ hôm nay là ngày 6 đi. À, chúng ta sẽ chọn ngày 6 nè. Rồi tiếp tục là cái thời gian sẽ nộp là từ ngày 6. À, ngày 6 thì cho đến mấy giờ? Ví dụ như là mình sẽ cho gia hạn là đến 18 giờ à, 00 phút. Rồi ok. Đó mình nhìn lại nè ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến là 18 giờ. Đó, tất nhiên là ngày hôm nay nè, từ thời điểm bây giờ cho đến là 18 giờ hôm nay sẽ kết thúc thời gian nộp cái bài kiểm tra này. Thì các bạn lưu ý nè, ở đây một cái dấu sao nè, đó, bỏ trống nếu không giới hạn thời gian. Tất nhiên là mình cái phần này mình có thể bỏ trống, không bắt buộc. Thì học sinh muốn gửi giờ nào thì gửi, cho nên là có thể để trống. Rồi tiếp theo nữa là cái Thêm file bài tập ví dụ. Cái trường hợp mà mình có một cái file bài tập nào đó, đây tôi đính kèm nha. Bài tập uh, tự luận bấm uh, mở nè. Rồi sau đó đã đưa lên cái hệ thống của mình đó. Ở ví dụ là trường hợp là các bạn không đưa bài tập như thế này thì có thể là gì? Chụp ảnh bài tập hoặc là chọn là cái cái tiệp là file ảnh hoặc là uh, file PDF, audio, video gì đó thì uh, tùy các bạn thôi. Nếu mà có file ảnh thì càng tốt. Rồi ở đây là cái nội dung uh, nhắn nhủ đến các em học sinh các em làm bài tập theo nội dung à, trong file đính kèm. đó thời gian lập bài là đến, đến là, là là ngày hôm nay nè, đến là 18 giờ. rồi à, chúc các em làm bài à, thật tốt. rồi có những cái định dạng về à, kiểu chữ màu chữ gì nè, nó tùy mình ha. mình muốn làm gì đó mình làm ở trên đây. rồi tiếp theo nữa là một cái phần cấu hình đó là yêu cầu học sinh đăng nhập mới được à, vô lập bài. ví dụ là mình không có cần yêu cầu học sinh đăng nhập thì mình cứ bỏ qua cái phần này. Không cho học sinh xem kết quả thì mình tắt cái kết quả này đi. Tiếp tục nữa là mình muốn chọn cái lớp nào để giao bài cho cái lớp đó thì mình chọn. Ví dụ là 7A2 đi. Rồi, bấm lưu. Rồi sau khi mà đã tạo bài tập thành công á, cái hệ thống sẽ xuất hiện một cái bảng thông báo như thế này. Rồi chúng ta sẽ copy đường link này và gửi qua nhóm Zalo cho các em làm bài. Rồi copy đường link rồi sau đó là chúng ta sẽ bỏ qua nhóm Zalo, rồi tôi mới dán vào đây để gửi cho các em làm bài. Rồi bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là trên cái màn hình của học sinh như thế nào nha. Rồi, ví dụ đây là cái màn hình điện thoại của học sinh nè, rồi mở Zalo lên nè, mở lên cái nhóm nè. Rồi mình xem, đây là cái bài kiểm tra mà thầy thở gửi cho mình nè. Đó, mình đóng vai là học sinh rồi mình mở lên nè. Thì cái trang của hệ thống là IOTA nó sẽ hiển thị như thế này ở uh, trên màn hình của học sinh. Rồi bây giờ là cái lớp học là 7A2. Thì ví dụ như là học sinh đó uh, là là tên gì. Thì bắt đầu mới uh, là gà trên cái uh, danh sách. Nếu mà em đó tên đó thì em đó chọn vào đúng tên của mình. Ở ví dụ như là mình kéo xuống hết luôn nè. Đó kéo xuống hết luôn. Rồi hồi nãy tôi nói là cái cái mục mà cho phép học sinh báo danh đó, tự báo danh đó là cái phần đó là đã mở rồi thì học sinh nào mà nó không có tên trong danh sách thì có thể là nhập tên vào cái cái khung này để báo cho giáo viên mình quay lại cái tính năng học sinh cho các bạn xem nè rồi cái chỗ mà lớp học đó, ví dụ như là 72 đi đây cái mục này nè đó nếu mà chúng ta tắt cái này rồi tắt đi rồi bây giờ là mình sẽ qua cái trang của học sinh mình coi cái hệ thống sẽ báo như thế này. Rồi, kéo xuống nha. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta đã tắt rồi thì nó không có thể hiện cái khung đó ở đây. Thì cho nên là mình đã chốt danh sách rồi. Nha. Không cho người lạ nhập thêm vào. Nếu cái tình huống mà học sinh muốn vào cái lớp này thì bắt buộc em đó là phải liên hệ với giáo viên để thêm cái em đó vào cái lớp. Tại vì hiện tại bây giờ là mình đã chốt cái danh sách rồi. Ví dụ như em đó là tên là... Tôi sẽ chọn một em. Nguyễn Thị Tiết Anh. Đó em đầu tiên luôn nha tôi chọn em này có một cái thông báo thông báo như thế này đó bạn có chắc là bạn là nguyễn thị tiết anh hay là không nếu chọn sai bạn sẽ không tự chọn lại uh, tên của mình đó nếu mà em đó chọn sai thì một hồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ xác nhận lại em này yêu cầu em đó là chọn lại đúng tên của mình nếu mà em này đã xác nhận đúng tên rồi phải không em đó là bấm chữ xác nhận Vậy thì cái em đó được xác nhận trên cái điện thoại đó là em đó là Nguyễn Thị Tiết Anh. Và lần sau em đó vô làm bài tập thì chắc chắn một điều là hệ thống đã xác định được em này là Nguyễn Thị Tiết Anh. Chứ không phải là một cái tên thứ hai. Rồi trước khi làm bài tập thì sao? Phải xem trước cái thông tin. Đó. Ở trên đây là có mã bài tập này ha. Rồi bài tập là giao ngày nào nè. Đó. Ngày 6 tháng 9. Rồi năm 2021 nè. Rồi cái hạn nộp nè, đó tới 18 giờ là 6 giờ chiều nay. Đó. Thì phải làm. Rồi, thông tin hồi nãy mình đã uh, gửi cho học sinh nè. Nếu mà học sinh uh, bấm vào đây thì nó coi được cái nội dung uh, bài ở, ở trên đây. Ví dụ tôi bấm vào đây đi. Đây là cái bài tập mà giáo viên đã giao cho học sinh làm. Đó, coi câu hỏi đây. Rồi sau đó là quay ra nè. Sau khi mà đã đọc câu hỏi xong rồi á thì học sinh có có hai cái hình thức để uh, trả lời cái uh, cái bài tập mà giáo viên giao cái thứ nhất là chụp ảnh nè đó ví dụ như là một cái bài tập nào đó mà học sinh đã làm xong ở trên tập của mình thì chọn vào cái mục chụp ảnh rồi chọn vào máy ảnh nè đó cho phép thì đó là em đó sẽ đưa vào cái phần trả lời của mình ở trên tập nè trên giấy nè đó mới chụp lại sau khi chụp xong rồi đó thì em đó là bấm ok nè. Đó. Thì sẽ uh, đính kèm uh, lên điện thoại uh, cái đáp án là bằng file ảnh. Đó, cái trường hợp này là em đó là, là 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 làm ở trên giấy mà chụp ảnh. Còn riêng cái phần bên đây là nó hỗ trợ nè, có thể là ảnh nè, có thể là video hoặc là audio hoặc là file đó là file PDF. Đó, cái này là có nhiều định dạng lắm đó riêng ở đây là nó mở trực tiếp camera còn nếu mà các bạn đó đã chụp rồi ví dụ ở trên máy đã chụp cái file đó rồi chụp ảnh đó rồi thì chỉ cần là bấm vào đây để chọn đến cái file ảnh đó là đính kèm vô đây là bình thường nha còn riêng cái công cụ này nè là dẫn đến camera chụp ảnh để nộp bài đó nó có hai cái cách để chúng ta nộp bài rồi sau khi mà đã trả lời xong đính kèm các đáp án xong rồi đó là học sinh sẽ bấm vào nộp bài rồi bây giờ là mình sẽ qua trang web của uh, giáo viên sẽ xem nha và chấm bài thì uh, vào là cái chỗ bài tập rồi sau đó là cái bài tập của lớp 7A2 nè hồi nãy mình tạo nè mình xem coi ở trong danh sách lớp này đó là bao nhiêu em là chưa nộp bài thì nó để chưa nộp nè đó còn em nào mà đã nộp rồi mà chưa chấm thì mình chấm thôi Ví dụ em này đã nộp rồi nè, một sản phẩm nè. Đó mình bấm vào em này. Rồi phát hiện nè, mình phát hiện rồi. Ví dụ như là em đó là chụp cái camera mà để ngang nằm xéo, nằm ngược, nằm xuôi gì đó. Mình có thể điều chỉnh ở trên đây nè, các bạn bấm vào đây để điều chỉnh nè, lật lên nè. Đó, coi dễ không? Quá dễ. Đó, ở đây là có cái công cụ lật ảnh nè. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chấm bài như thế nào luôn. Rồi đây là đẹp quá ha. Đó điểm nè điểm thì thang điểm 10 nha các bạn đó từ 0 cho đến 10 rồi bây giờ là các bạn phải đọc cái lưu ý nè đó cái lưu ý cái lưu ý ở đây là một chạm một chạm là đúng hai chạm là sai vậy thì chấm bài như thế nào ví dụ ở trên đây tư ví dụ thôi nghe các bạn đang hình dung nè ở trên đây là có uh, hai câu hỏi đi rồi tôi đang nói là ở trên đây nó có hai câu hỏi nha hai câu hỏi này là thang điểm 10 vậy thì hai câu hỏi này là được là chia hai vậy thì là một câu là 5 điểm đó 5 điểm tương ứng với gì là hai lần đúng tất nhiên là hai câu là chia đều mỗi câu là 5 điểm là hai lần đúng đó thì ví dụ là câu 1 đi câu một đúng phải không à, lít chuột một cái nè đó vô câu 1 là đúng vị trí của câu đó nha Tại vì ở đây là mình muốn là Đúng ở đâu đó, mình chỉ cần lít chuột ngay chăng cái câu đó là mình để chữ D này, bấm một cái mà. Ví dụ là cái tình huống này, câu 2 này sai, thì đó là kêu là bấm hai cái, bấm hai lần chuột. Tức như là chạm, ví dụ như là các bạn là giáo viên mà sử dụng cái điện thoại để chấm á, thì mình chạm, còn ở đây là mình lít chuột thôi. Ví dụ là câu hai sai đi, lít chuột hai lần. Đó, lít chuột trái hai lần là nói là sai. Vậy thì bao nhiêu điểm nó tính sao? Một câu đúng, một câu sai chắc chắn là 5 điểm rồi. Đó, đây mình mình qua cái phần mà chấm điểm nè, trả lời đúng là 1 trên 2 câu. Đó. Ví dụ như là Ví dụ lại nha. Ví dụ như là mình có 5 câu. 5 câu mà thang điểm 10. Vậy thì 5 câu, ví dụ như là câu 1 đúng nè, câu 2 đúng, câu 3 đúng, câu 4 sai, câu 5 sai bấm hai cái. Đó. Vậy thì 5 câu là 1 2 3 4 5. Vậy thì nó tính điểm sao? Nó sẽ bằng tổng số câu đúng. Ví dụ là 1, 2, 3. Trên tổng số câu. Đây, mình coi lại nè. Đó, 3 trên 5 thì nó ra điểm nè. Đó, tương tự. Mình bao nhiêu câu thì chỉ cần là tham điểm 10. Thì mình chỉ cần là lít bao nhiêu cái đúng hoặc là cái sai. Thì hệ thống nó tự động là tính như thế này. Đó chắc chắn rằng một điều là các bạn sử dụng cái hệ thống này này cái vấn đề này là phải hiểu điểm thì nó đã vô khung điểm như thế này rồi ở đây là cái cái tích cơ cái tích là là cái action nào đó mình muốn là là, là nhận xét vào đây và mình thêm vào đây ví dụ như là em làm bài tốt quá đây là cái lệ phê thôi đó mình nhập vô rồi mình thả tim cho nó một cái nè đó rồi sau khi chúng ta đã uh, hoàn thành cái uh, thao tác chấm điểm xong rồi đó các bạn uh, kéo xuống như thế này cái phần hiển thị điểm này nè là mình tắt bật cái phần hiển thị số điểm là từ 0 đến 10 thôi. Đó, yêu cầu nộp lại là cái phần này là học sinh nếu mà học sinh chưa làm đạt yêu cầu của giáo viên thì mình có quyền là cho học sinh đó làm lại. Nếu mà chúng ta đã chấm xong thì các bạn bấm lưu dữ liệu. Tiếp tục là bấm ok. Nếu mà cái trường hợp mà lớp mình có nhiều bạn chưa chấm thì các bạn bấm chấm tiếp để qua một cái học sinh khác. Rồi nếu mà có một học sinh thì thôi bấm ok. Rồi bây giờ là tôi sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn là cái cách mà cho học sinh xem điểm của mình. Rồi ngay chân cái phần bài tập này nè, mình bấm chữ sửa nè. Mình sẽ tách uh, vào bỏ cái phần mà không cho học sinh xem kết quả nè, bỏ đi. Đó, bấm cập nhật. Thì tự động là cái uh, học sinh là Nguyễn Thị Tiết Anh sau khi đã hoàn thành cái bài tập của mình á thì mình trở về cái màn hình điện thoại để mình xem nè. Đây là cái màn hình điện thoại của học sinh nè. Rồi bấm vào chữ đã chấm này Rồi mình xem điểm đây là cái kết quả à, sau khi uh, giáo viên đã chấm xong cho học sinh thì học sinh có quyền là xem điểm của mình còn nếu mà cái trường hợp mà giáo viên uh, bật cái tính năng như hồi nãy tôi nói là sửa nè cái tính năng mà không cho học sinh xem kết quả thì uh, học sinh sẽ không được uh, phép xem cái điểm của mình đó cho nên là cái phần này là mình sẽ chấp chọn để uh, mình có thời gian mình chấm điểm cho học sinh uh, xem kết quả thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong về cái cách mà tạo một cái bài tập ở cái mục số 4 để giao cho học sinh làm thông qua một cái liên kết gửi qua Zalo uh, hoặc là cái nhóm ở trên Facebook nào đó để cho học sinh thực hiện. Uh, đến đây đã kết thúc. Riêng cái phần uh, số 5 về cái đề thi á, thì uh, tôi sẽ uh, làm một cái video tiếp theo và cái liên kết video này tôi sẽ gửi ở dưới cái uh, mô tả của video này. Thì cái nội dung video của tôi đến đây đã kết thúc. Ờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.